Chẳng kịp thay bộ quần áo tươm tất, tan ca làm, anh Mai Như Xuân ở xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử đã vội vã đến nhà văn hóa huyện Phù Cử cho kịp buổi hiến máu tình nguyện. Đều đặn một năm hai lần tham gia hiến máu, đến nay là lần thứ 10 anh tham gia hoạt động vì cộng đồng này. Nên nuôi bố trên huyết học thì thấy các người thiếu máu còn nhiều nên cứ động viên con cái với vợ là đi hiến máu, cho đi thì sẽ nhận lại được mà. Hiến máu tình nguyện là một điều tốt đẹp, hiến máu tình nguyện thường xuyên lại càng chất quý. Nhận thức được việc đó, chị Phan Thị Thái ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đã có 14 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với chị, hiến máu là cách thực hiện để trao đi yêu thương, chia sẻ khó khăn đối với những người bệnh đang cần máu. Mình cũng là một người nông dân, cảm tưởng thấy nhiều người người ta thiếu máu, mình muốn đi hiến để góp phần cho các bệnh nhân người ta thiếu máu. Tôi muốn hiến máu đến năm 65 tuổi. Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện có ý nghĩa rất đặc biệt để vận động toàn thể nhân dân tham hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện để cung cấp cái nguồn máu dự trữ cho cái việc mà điều trị như là cấp cứu bệnh nhân. Mong rằng trong những năm tới, hiến máu sẽ trở thành hành động thường xuyên của hàng vạn người dân để có thêm hàng ngàn người không may mắn đã được cứu sống bằng nguồn máu được hiến tặng.